Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền Việt Nam. Bản tin ngày 1 tháng 5 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường để tìm giải pháp hỗ trợ và khôi phục sản xuất, ổn định an ninh trật tự. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, phiên chợ Tết Lao động được tổ chức, tôn vinh những thành quả lao động tiêu biểu. Cùng phân tích và bình luận tại trường quay với khách mời về vấn đề phát triển du lịch văn minh tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh ven biển miền Trung, từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết bất thường. Cùng dự còn có 2 phó thủ tướng và 12 thành viên khác của chính phủ. Thủ tướng cũng đã yêu cầu các bộ và các nhà khoa học khẩn trương làm việc để sớm công bố kết luận về nguyên nhân của vụ cá chết bất thường ở các tỉnh miền Trung trên cơ sở khoa học và khách quan. Đồng thời, chính phủ cũng sẽ hỗ trợ ngư dân và người nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh này để bà con sớm khôi phục sản xuất. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là sự cố môi trường biển nghiêm trọng nhất từ trước tới nay mà Việt Nam phải đương đầu. Bằng mọi cách phải tìm ra nguyên nhân trên cơ sở các luận cứu khoa học. Tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân gây thảm họa này. Và tôi chỉ nói với các ông chỉ biết á, dù bất cứ cơ quan nào, dù bất cứ tổ chức nào, bất cứ cá nhân nào mà vi phạm pháp luật thì đều phải điều tra làm rõ trên cơ sở có căn cứ khoa học, chứ không phải là không ai bao che việc đó cả. Chính phủ kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, nhưng mà các căn cứ kết luận là phải có cơ sở chặt chẽ khoa học thống nhất. Chúng ta chưa làm được, chúng ta cần tư vấn nước ngoài, cần nhà khoa học nước ngoài để mà kết luận vấn đề này cùng với các nhà khoa học trong nước. Chúng ta vẫn cho phép mời được cơ quan nước ngoài, nhưng mà với vấn đề khoa học cho nên phải căn cứ khoa học và có thời gian cần thiết. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo kết quả quan trắc, xét nghiệm mẫu nước, mẫu các loại hải sản đánh bắt xa bờ trong một vài ngày gần đây và khẳng định đều đạt mức an toàn. Dù vậy, chính phủ vẫn đề nghị các kết quả nghiên cứu đều cần được phản biện khoa học để đảm bảo nguyên nhân và các kết quả xét nghiệm chắc chắn đúng. Liên quan tới khu công nghiệp Formosa, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm và làm rõ về đường ống xả thải của công ty Hưng nghiệp Formosa dài 1,5 km dưới biển mà không có điểm kiểm tra bên ngoài nhà máy như luật môi trường quy định. Thủ tướng đã phê bình một số địa phương chậm trễ trong việc báo cáo Trung ương về hiện tượng cá chết bất thường, chỉ đạo các địa phương cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thời gian tới cung cấp thông tin về môi trường một cách công khai minh bạch, công bố ngay lập tức các vị trí biển có thể đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, tăng cường kiểm tra và giám sát việc xả thải ở tất cả các nhà máy trên cả nước, không loại trừ ai và bất kỳ nhà máy nào. Giao cho Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì cùng Viện Khoa học Công nghệ và các ngành chức năng, cùng với kể cả huy động các nhà khoa học nước ngoài để sớm kết luận, nêu rõ nguyên nhân, kết luận đến cùng. Yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường, cơ quan phát ngôn về vấn đề này, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, tinh thần mà nêu ra là khách quan, trung thực, thận trọng, nhưng tất nhiên như các ông chí nêu là cố gắng kịp thời hơn nữa, nhanh nhất có thể được. Để làm gì? Để yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không loại trừ bất cứ tổ chức cá nhân nào. Cũng trong phần kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nhà nước sẽ hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản và 200.000 người thuộc các gia đình làm việc trên các tàu đang phải nằm bờ là 15 kg gạo trong một tháng rưỡi, tổng cộng là 4.500 tấn. Hỗ trợ tàu ven bờ không ra khơi được là 60 tỷ đồng và hỗ trợ lãi suất thu mua hải sản là 20 tỷ đồng. Khoanh hoặc xóa nợ phù hợp cho các hộ ngư dân vay vốn, miễn lãi vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67. Thủ tướng cũng yêu cầu công an các địa phương xử lý nghiêm những người cố tình gây rối, sử dụng phá hoại an ninh trật tự và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cũng trong ngày 1 tháng 5, 4 địa phương là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã tổ chức các điểm hỗ trợ ngư dân trong việc thu mua tiêu thụ hải sản, đánh bắt bảo đảm an toàn. Hơn 21 tấn cá các loại được đánh bắt xa bờ. Một lượng lớn hải sản mà ngư dân Hoàng Nôm lo ngại khó có thể tiêu thụ hết trong giai đoạn khó khăn này. Thế nhưng ngay khi tàu cập cảng, số lượng cá có giá trị lên đến gần 500 triệu đồng đã được các doanh nghiệp hải sản và siêu thị thu mua hết trong một thời gian ngắn. Sợ là bán cá không ai mua, em sợ là sợ cái nơi, nhưng mà về đến tới cảng rồi, tại cửa rồi thì nghe một có một thì công ty là đến mua, thì với đồng thời cả nhận được hỗ trợ nữa thì em rất chi là mừng. Thủy sản đánh bắt xa bờ đã được xác nhận là an toàn. Cùng với đó là mỗi khi tàu về thì cơ quan chức năng luôn ở đây để kiểm tra và xác nhận về nguồn gốc khai thác. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để giúp cho việc tiêu thụ thủy sản của ngư dân nơi đây dễ dàng hơn trong lúc này. Sau đợt cá chết hàng loạt xảy ra ở các tỉnh miền Trung, nhiều doanh nghiệp hải sản đã không dám thu mua bởi lo ngại về nguồn gốc không rõ ràng. Tuy nhiên, nay đã khác. Việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc khai thác, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai ngay tại cảng đã giúp giải tỏa được tâm lý lo lắng này. Hiện giờ là có đoàn về kiểm tra rồi thì tôi cũng vẫn yên tâm hoàn bình thường. Cái triển khai ở đây đó là phải thu mua cái lượng hải sản là của người dân đi đánh bắt về. Và cái cơ quan thu mua ấy, thì đó là các doanh nghiệp. Và thứ ba là phải có cái cả kho lành để chứa được hàng. Và chính sách phải phù hợp để đảm bảo cho cái cuộc sống của người dân. Cùng với việc kết nối thu mua hải sản, Bộ Công Thương đã hỗ trợ nhiều kho lạnh với tổng sức chứa gần 4.000 tấn cho các công ty, siêu thị nhằm đảm bảo việc tiêu thụ thủy hải sản đánh bắt xa bờ được thuận lợi hơn. Hiện tại thì Bộ Công Thương đang tích cực chủ động phối hợp với cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy hải sản và xác định năng lực lưu trữ thủy hải sản đông lạnh của các doanh nghiệp và các địa phương để đảm bảo rằng hỗ trợ có thể đảm bảo hỗ trợ cho ngư dân và các địa phương tiêu thụ hết những lượng thủy hải sản khai thác đánh bắt được an toàn nhưng chưa tiêu thụ hết được. Trong những ngày tới, ở 4 tỉnh ven biển miền Trung còn có hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ tiếp tục cập cảng với sản lượng hàng nghìn tấn hải sản. Đại diện Bộ Công Thương cho biết hiện đã kết nối và chuẩn bị đủ kho lạnh để đảm bảo việc bảo quản và tiêu thụ cho ngư dân. Nhằm kịp thời giúp cho ngư dân có thêm động lực để vươn khơi bám biển và đặc biệt là xóa tan tâm lý e ngại của người tiêu dùng, từ ngày 1 tháng 5, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu cấp giấy xác nhận hải sản đánh bắt xa bờ cho các sản phẩm cá mực do ngư dân đánh bắt ở những vùng biển xa. Các tàu cá sẽ được các cơ quan chức năng xác nhận thông qua hệ thống định vị tọa độ, áp dụng cho những tàu khai thác xa bờ như ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Các tiểu thương sẽ được giấy chứng nhận để đưa đi tiêu thụ ở trong và ngoài tỉnh. Ngay sau khi quy định được triển khai, hàng tấn cá của ngư dân Thừa Thiên Huế đánh bắt ở những vùng biển xa cập cảng Thuận An đã được các tiểu thương thu mua. Cùng với đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phối hợp với các siêu thị lớn trên địa bàn hỗ trợ thu mua toàn bộ lượng cá đánh bắt được ở những ngư trường được chứng nhận vùng đánh bắt xa bờ an toàn. Hiện tại, cơ quan chức năng cũng đang cử cán bộ túc trực 24/24 giờ tại các cảng và cửa biển để kịp thời cấp giấy chứng nhận nguyên liệu hải sản đánh bắt xa bờ cho người dân. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó mời các tổ chức khoa học ở trong và ngoài nước tham gia để kiểm tra đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường biển. Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sau cuộc họp khẩn cấp vào tối ngày 30 tháng 4 nhằm đẩy nhanh việc điều tra tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hiện tượng cá chết bất thường. Đoàn kiểm tra liên ngành bắt đầu hoạt động từ ngày 5 tháng 5 năm 2016. Việc kiểm tra phải tiến hành toàn diện, bài bản từ việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc xây dựng các trạm xử lý nước thải ra sao và công tác vận hành, giám sát môi trường đối với các trạm này như thế nào. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu đảm bảo các nguồn thải của các doanh nghiệp ở khu vực này trước khi xả ra môi trường phải được kiểm soát công khai và thuận tiện trong hoạt động giám sát thường xuyên. Chuyển sang các thông tin khác, ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Ngày 1 tháng 5 năm nay cũng là ngày mở đầu cho tháng công nhân với chủ đề quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn.
Tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức triển lãm các sản phẩm tiêu biểu của chương trình Tự hào trí tuệ Việt Nam và phiên chợ Tết Lao động. Đến tham dự hội chợ, hơn 4.000 lao động đã được mua hàng giảm giá, có loại lên tới 40%. Ở đây còn tới hơn 60 gian hàng tư vấn sức khỏe, hướng dẫn hội chợ ẩm thực và bán hàng giảm giá. Đặc biệt, người lao động còn được thấy những sản phẩm do chính mình làm ra tại cuộc triển lãm trưng bày 100 sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và công đoàn ngành trung ương. Theo thống kê thì có khoảng 90.000 lao động là người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhu cầu tìm việc của người khuyết tật đang tăng nhanh theo từng năm. Nhằm giúp cho người khuyết tật có thể tham gia thị trường lao động cũng như tự tin hòa nhập cộng đồng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã đưa ra sáng kiến tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người khuyết tật. Sau 3 năm triển khai, đã có hơn 10 phiên giao dịch được tổ chức và tạo ra công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động là người khuyết tật. Đông tham gia phiên giao dịch việc làm cho người khuyết tật tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội hồi tháng 9 năm ngoái. Hiện anh đang là nhân viên chỉnh sửa ảnh tại một công ty có vốn đầu tư 100% từ Đan Mạch, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về đồ họa vi tính và công nghệ thông tin. Anh đã làm việc ở đây được gần 1 năm và hòa nhập tốt vào môi trường làm việc của công ty. Môi trường làm việc ở đây rất thân thiện với những người khuyết tật, các anh chị đồng nghiệp và các bạn với sự thân thiện. Tìm được công ty này mình cảm thấy rất phù hợp, mình điều kiện sức khỏe cũng như công việc mình rất thích và mình cảm thấy muốn gắn bó lâu dài với công việc này. Ở trong quy trình của mình làm thì có 4 giai đoạn và Đông thì nằm ở giai đoạn gần như là giai đoạn cuối, là giai đoạn kiểm tra sản phẩm và cho sản phẩm đi. Đông thể hiện cái năng lực của bạn rất tốt trong cái quá trình làm việc và bạn vượt trội lên so với những cái bạn cùng thời điểm tham gia và chấp đội. Bắt đầu từ năm 2012, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật, mỗi quý một phiên. Phiên giao dịch việc làm được tổ chức nhằm kết nối người lao động khuyết tật và nhà tuyển dụng. Chi phí về mặt bằng, cơ sở vật chất cũng như khám sức khỏe và tư vấn thông tin cho lao động là người khuyết tật đều được miễn phí hoàn toàn. Chúng tôi thì cũng có lập riêng một cơ sở dữ liệu về quản lý các trường hợp là người lao động khuyết tật, với từng đối tượng lao động khuyết tật và từng dạng tật khác nhau như thế nào. Căn cứ theo hồ sơ này, chúng tôi sẽ biết điểm mạnh, điểm yếu của người khuyết tật và những cái kỹ năng, kiến thức người khuyết tật đã có để làm sao tìm được những cái vị trí việc làm phù hợp hơn cho người khuyết tật. Sát sao sau khi họ tìm được việc làm, họ có giữ được vị trí làm việc không, cũng như họ có phù hợp với môi trường làm việc không và có những khó khăn gì trong quá trình làm việc để chúng tôi tiếp tục đưa những phương án hỗ trợ tiếp theo. Ban tổ chức còn đan xen tổ chức phiên giao dịch lưu động tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố giúp việc đi lại của người khuyết tật được thuận tiện hơn. Theo thống kê của ban tổ chức, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014, có 496 người khuyết tật đăng ký tham gia phiên giao dịch và đã có 186 người tìm được việc làm. Riêng trong năm 2015, có 283 người khuyết tật đăng ký tìm việc, trong đó 86 người có được việc làm. những cái mà tôi không muốn mua. Người ta cứ mời tôi những cái thứ mà cứ trèo kéo tôi, những cái đồ chơi của con tôi không muốn mua nhưng mà tôi vẫn phải mua. Có nhiều khi mình đến ăn, mình không đi theo tour ấy, mình có thể đi theo kiểu như bạn bè nhóm thôi, thì nếu mình không đặt trước ấy thì sẽ không có phòng hoặc là không có chỗ để mình ăn này. Và họ cũng không tỏ nhiều nơi, người ta cũng không lịch sự bảo mình phải đặt trước hay là đi hay như nào, mà người ta sẵn sàng người ta đuổi mình đi ra khỏi cửa hàng luôn á. Khá là nhiều cái hiện tượng nó không được văn hóa cho lắm, ví dụ như vứt rác bừa bãi lên bãi biển, và dịch vụ thì họ chặt chém khách khá là nhiều. Có nhiều du khách là cũng có cái phản ứng là tự ái khi mà bị nhắc nhở, hay là bản thân cái người dân địa phương ấy
cũng lúc đầu tiên thì họ cũng phát triển một cách bột phát, cũng chưa có cái quy trình quy định. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với những đợt nghỉ lễ dài, những chuyến du lịch ở trong và ngoài nước là sự lựa chọn của rất nhiều gia đình Việt Nam. Tiềm năng du lịch của Việt Nam là rất lớn, con số khách du lịch ở trong và ngoài nước đã tăng liên tục trong những năm qua. Nhưng cùng với đó là rất nhiều vấn đề cần bàn xung quanh chủ đề du lịch Việt Nam. Chúng ta thì cũng vừa nghe những ý kiến bức xúc của các du khách, đó cũng có thể là suy nghĩ của bất cứ ai đang đi du lịch trong những ngày nghỉ lễ này. Bởi sự thiếu ý thức, cách hành xử thiếu văn hóa, văn minh tại các địa điểm du lịch là điều không phải hiếm gặp từ nhiều năm nay tại Việt Nam. Và ngày hôm nay, trong một ngày nghỉ lễ, chúng tôi cũng muốn bàn tới vấn đề này cùng với sự tham gia của ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Và trước tiên thì xin mời ông và quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những hình ảnh của Hội chợ Du lịch Việt Nam 2016 vừa được tổ chức vào hôm 17 tháng 4 tại Hà Nội. Tại hội chợ này đã diễn ra rất nhiều các hoạt động sôi nổi quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu các tour du lịch ở trong và ngoài nước, quảng bá du lịch biển đảo, du lịch Tây Bắc, tổ chức bán các tour vé rẻ, khuyến mại, thu hút rất nhiều sự chú ý và tham gia của người dân. Có thể nói đây là các hoạt động thường thấy trong các hội chợ du lịch hàng năm. Người tiêu dùng thì quan tâm và tham gia tới các hoạt động này, đặc biệt là cơ hội với các tour giá rẻ và có khuyến mại được đưa ra tại hội chợ. Vâng, thưa ông Vũ Thế Bình, có thể chúng tôi thấy được rằng là trong hội chợ du lịch Việt Nam vừa qua thì cũng có một diễn đàn được tổ chức, đó là diễn đàn về nâng cao hình ảnh du khách Việt. Ông có thể cho khán giả biết đôi chút về những thông điệp của cái diễn đàn này và tính cấp thiết của việc xây dựng hình ảnh du khách Việt trong bối cảnh hiện nay. Hiện nay thì du lịch Việt Nam đang phát triển khá nhanh và chúng ta cũng đang hướng tới cái việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và như thế thì du lịch càng ngày nó càng lớn. Tuy nhiên, du lịch phải phát triển bền vững. Và muốn phát triển bền vững thì ngay cả từ những người dân mình đi du lịch cũng phải có những cái ứng xử văn minh phù hợp với lại cả xu hướng của thế giới. Thế thì như là các cái phóng sự ở trên truyền hình lâu nay đã nói nhiều về hình ảnh của du lịch Việt Nam, nhiều du khách của chúng ta cũng đã có nhiều hành vi ứng xử xấu xí và nó không phải chỉ làm mất đi cái hình ảnh của du lịch mà nó còn làm ảnh hưởng đến cái tiếng nói của dân tộc chúng ta. Cho nên trước những bối cảnh đấy, khi mà số lượng du khách càng ngày càng tăng, mỗi năm chúng ta có đến gần 50 triệu người đi du lịch trong nước và 6 triệu người đi du lịch nước ngoài, con số đó mà chúng ta không sớm có những cái điều chỉnh thì du lịch không những phát triển không có lợi cho nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến cái hình ảnh đất nước. Và đấy chính là cái mục tiêu mà chúng tôi phát động một cái chương trình nâng cao hình ảnh du khách Việt ngay tại cái hội chợ này. Vâng. Vậy thì tại hội chợ đó, ông nhận thấy rằng sự quan tâm của những người dân đến tham gia hội chợ, họ có hứng thú như thế nào đối với cả diễn đàn cũng như là về nội dung của dự án nâng cao hình ảnh du khách Việt mà chúng ta đưa ra? Khi mà đặt ra cái vấn đề này thì chúng tôi cũng rất lo lắng là vì người Việt Nam chúng ta thì thường là chỉ suy nghĩ việc đơn giản thôi. Và ví dụ như là trong những cái hội chợ thì người ta nghĩ ngay đến cái chuyện là mua được những cái tour giá rẻ và người ta rất ít khi người ta chú ý những vấn đề lớn. Cho nên là khi phát động thì chúng tôi thực sự là lo lắng. Nhưng mà cái điều bất ngờ ấy là tất cả các doanh nghiệp du lịch và kể cả những người du lịch đều quan tâm. Hình như mọi người cũng đã có lúc mà phải nhìn lại mình. Cho nên khi có người nói đến rằng là các ông xấu lắm đấy, các ông đang hành vi rất là không lành mạnh thì lập tức mọi người đều nhìn lại. Và vì vậy khi nói ra vấn đề này thì cái sự hưởng ứng rất là mãnh liệt. Tất cả các doanh nghiệp du lịch đều đăng ký hưởng ứng cái chương trình du lịch văn minh, tức là những cái ứng xử tốt trong du lịch. Thế thì chúng tôi trước khi mà tổ chức hội chợ thì đã bàn rất nhiều, đã nhiều cuộc hội thảo, hội đàm để bàn với nhau làm như thế nào. Chúng ta có rất nhiều cái cần phải điều chỉnh, nhưng mà không thể chúng ta đưa ra tất cả mọi thứ trong một lúc được. Cho nên chúng tôi chỉ chọn ra là 10 hành động đẹp cho người Việt Nam khi đi du lịch thôi. Tức là chúng ta có hàng trăm việc phải làm, nhưng mà hãy làm tốt 10 điều. Và 10 điều ấy đơn giản lắm, ai cũng có thể làm được. Và chỉ cần ta làm những điều đó thôi thì chúng ta đã bước sang một cái giai đoạn khác. Đó là dân tộc của chúng ta cũng văn minh. Mỗi con người của chúng ta cư xử nó cũng đẹp đẽ hơn, có văn hóa hơn. Thế cho nên là khi mà nói lên chỉ 10 điều thôi thì sự hưởng ứng là rất mạnh mẽ. Thế và sau khi đó thì chúng tôi, sau cái buổi phát động đó thì chúng tôi đã ngồi lại, các doanh nghiệp và hiệp hội ngồi lại với nhau và bàn. Và bây giờ thì chúng tôi đã chính thức công bố là có 108 lời khuyên cho những du khách Việt Nam và 10 hành động đẹp là phải làm ngay. Thế và chúng tôi đã phát động không chỉ là tại hội chợ mà bằng cái văn bản kêu gọi tất cả các doanh nghiệp du lịch, tất cả các hiệp hội du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cả nước hãy hưởng ứng cái phong trào này vì nó chỉ làm tốt hơn, đẹp hơn hình ảnh của người dân Việt Nam, của dân tộc chúng ta mà thôi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hiện nay thì du lịch văn minh được xem là hướng đi bền vững của các doanh nghiệp lữ hành. Du lịch văn minh đồng nghĩa với việc là gia tăng lợi nhuận lâu dài và phát triển bền vững. Và không ít các doanh nghiệp du lịch của Việt Nam đã hiểu vấn đề này và đang hướng tới mục tiêu này. Đây là hình ảnh những tờ rơi tuyên truyền về du lịch văn minh được phát cho du khách tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Còn đây là một hoạt động rất thiết thực của công ty du lịch Chance Việt. Họ đang thông tin với chính khách hàng của mình về một bộ quy tắc, những điều nên và không nên làm khi đi du lịch theo ba nhóm chính. Đó là cư xử văn minh, tuân thủ pháp luật và du lịch có hiểu biết. Ngoài ra, công ty này còn tham gia viết bài tuyên truyền về du lịch văn minh trên các báo và mạng xã hội. Để loại bỏ những thói xấu của một bộ phận khách khi đi du lịch và giữ hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè trong nước cũng như là quốc tế, thì công ty du lịch Chance Việt cũng đã thực hiện chương trình là du lịch văn minh, nâng cao hình ảnh du khách Việt. Và chúng tôi đã tuyên truyền cho du khách thông qua những tờ rơi, những bộ quy tắc ứng xử văn minh do công ty du lịch Chance Việt biên soạn, và yêu cầu là hướng dẫn viên sẽ phải là tuyên truyền, nhắc nhở khách không thực hiện những thói quen xấu và có những cư xử văn minh cũng như tuân thủ pháp luật trong khi đi du lịch. Với vai trò là cầu nối giữa khách du lịch và người cung cấp dịch vụ tại địa phương, các công ty lữ hành có vai trò tác động đến việc quản lý và sử dụng tài nguyên tại các điểm du lịch này, cũng như sự phát triển của du lịch ở địa phương. Cái người dân địa phương ấy cũng lúc đầu tiên thì họ cũng phát triển một cách bột phát, cũng chưa có cái quy trình quy định. Nhưng mà sau khi mà phát triển cái chương trình này thì hiện nay thì tôi thấy là các chương trình từ phía người dân địa phương đón khách hay từ phía du khách ấy, cũng đã có những cái hành vi hạn chế thì rất nhiều những cái hành vi mà không đẹp, và thay vào đó là cái sự hiếu khách cũng như là sự cởi mở, sự quan tâm chăm sóc. Thực tế kết quả là đã loại bỏ được đến từ 70-80% những thói quen xấu của du khách, và du khách sau khi mà đã được tuyên truyền cũng đã hiểu ra và rất là nghiêm chỉnh thực hiện những cái ứng xử văn minh và tuân thủ pháp luật khi đi du lịch. Và xuất phát từ một điển hình là ở công ty của chúng tôi, thì chúng tôi cũng kêu gọi là các công ty du lịch khác cũng sẽ thực hiện chương trình như này. Du lịch văn minh là một mục tiêu rất lâu dài, một thách thức lớn, nhưng cũng là một cơ hội tốt cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Vâng, thưa ông Vũ Thế Bình, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được rằng là rất nhiều các doanh nghiệp lữ hành đang nỗ lực để hướng tới du lịch văn minh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của các công ty lữ hành trong vấn đề này? Trong hoạt động du lịch thì hoạt động lữ hành là hoạt động đầu tiên và vô cùng quan trọng. Bởi vì họ là những người đón khách ngay từ khi ở sân bay bước xuống và tiễn khách trở về. Cho nên cái việc mà đối xử với những người khách thật là tốt, những cái hành vi làm việc của những người làm lữ hành ấy, nó có tác động trực tiếp đến cái hình ảnh của du lịch Việt Nam. Cho nên vai trò của cái hoạt động lữ hành nói chung và của doanh nghiệp lữ hành nói riêng là vô cùng quan trọng. Cho nên cái hướng đầu tiên mà chúng tôi phát động là nhằm ngay vào các doanh nghiệp lữ hành. Bởi vì chính họ sẽ là người đi tiên phong. Tất nhiên là du lịch ấy, không phải một mình ngành du lịch có thể làm được hết mọi việc đâu. Nhưng mà du lịch hãy đi tiên phong. Và trong du lịch thì lữ hành là người đi đầu tiên. Thế thì hiện tại các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành đã ủng hộ, hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Và vấn đề quan trọng là mỗi một doanh nghiệp đấy, họ phải hướng dẫn cho những nhân viên của họ, những cán bộ của họ, hãy làm thật tốt những cái hành động của mình. Cho nên là đầu tiên họ phải là người ứng xử văn minh trước đã. Họ phải có những cái cư xử lành mạnh, có những lời nói, có những cái hướng dẫn cận tận tụy cho du khách chẳng hạn. Thì từ cái việc làm của họ, cái sức lôi cuốn nó sẽ lan tỏa ra đối với khách, kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Cho nên chúng tôi rất là tin tưởng rằng với sự hưởng ứng mạnh mẽ của doanh nghiệp lữ hành thì nó sẽ có một cái động lực để phát triển. Theo ông thì trong thời gian tới ngành du lịch sẽ phải làm những gì để có thể thúc đẩy cái chiến dịch xây dựng hình ảnh du lịch văn minh và hình ảnh đẹp của du khách Việt trong mắt bạn bè quốc tế? Đây là một việc làm rất khó. Bởi vì như chúng ta cũng biết, ở xã hội ta thì tất cả những việc phát động nó đều dễ dàng. Chỉ cần một cái buổi làm ầm ĩ lên và rất là rầm rộ là như thế có thể nhiều người coi là xong. Nhưng với chúng tôi đây mới là bắt đầu. Cho nên là ngành du lịch có cả một cái chiến lược để phát triển cái này. Tức là từ doanh nghiệp đi trước.
sau đó đến các nhà báo du lịch phải vào cuộc để trong những bài báo hàng ngày luôn luôn nhắc nhở đến những cái vi phạm, những cái xấu. Và cuối cùng ấy, thì là tất cả các lực lượng xã hội vào cuộc, mà đi đầu đó là lực lượng sinh viên. Bởi vì đó là tương lai của ngành du lịch. Cho nên ngay tại triển lãm giảng võ vừa rồi đấy, thì 2.000 sinh viên đã hưởng ứng để cái đợt phát động này. Bởi vì chính họ đã cam kết rằng họ sẽ là những người điều chỉnh những hành vi của mình. Họ chính là những người sau này sẽ tiếp đón khách và phục vụ cho du khách. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng với ba cái lực lượng mạnh mẽ đó kết hợp với nhau, đó là doanh nghiệp du lịch, đó là nhà báo du lịch và lực lượng sinh viên, thì tôi tin rằng xã hội sẽ có một cái động lực. Tuy nhiên điều đó chưa đủ, mà bản thân ngành du lịch cũng phải có những chính sách cho phù hợp. Ta phải động viên thích hợp với những cái hành vi làm tốt và phải lên án mạnh mẽ những hành vi làm xấu. Chúng ta sẽ làm sao để mỗi một người tự cảm thấy xấu hổ khi mà chúng ta nói ra những lời không hay, cư xử những hành động xấu, thì chỉ khi đó chiến dịch đấy mới thực sự là thành công. Và chúng ta cùng hy vọng là với tất cả những nỗ lực của tất cả các bên tham gia trong hoạt động du lịch, thì chúng ta có thể xây dựng được hình ảnh du khách Việt Nam thật đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và đưa du lịch của Việt Nam phát triển hơn nữa. Và rất cảm ơn ông đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyển sang các thông tin khác. Qua quá trình làm nhiệm vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đã phát hiện đấu tranh khai thác hai đối tượng có hành vi thu thập thông tin, hình ảnh để phát tán trên mạng Internet nhằm mục đích là kích động người dân. Và tiếp theo đây là thông tin do phóng viên truyền hình Công an Nhân dân thực hiện. Qua quá trình làm nhiệm vụ, Công an Hà Tĩnh, Quảng Bình phát hiện đấu tranh khai thác hai đối tượng có hành vi thu thập thông tin, hình ảnh để phát tán trên mạng Internet nhằm kích động người dân. Kết quả cụ thể như sau. Đối tượng Trương Minh Tam, sinh năm 1970 tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, hộ khẩu thường trú, thôn Nội Dối, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, hiện lao động tự do, trú tại tổ 35 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tháng 10 năm 2013, bị Tòa án Nhân dân huyện Sóc Sơn tuyên phạt 12 tháng tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả đấu tranh khai thác, Trương Minh Tam khai nhận, Tam đã tham gia phong trào Con đường Việt Nam, tiến hành hoạt động thu thập thông tin các vụ việc nhạy cảm về chính trị, phỏng vấn một số đối tượng có quan điểm, tư tưởng hoạt động chống đảng, nhà nước Việt Nam để phát tán trên Facebook Con đường Việt Nam nhằm tuyên truyền, đả kích chính sách pháp luật, hoạt động của các cơ quan chức năng. Thực hiện chỉ đạo của số cầm đầu phong trào Con đường Việt Nam, chiều ngày 26 tháng 4 năm 2016, Trương Minh Tam vào khu công nghiệp Formosa, Hà Tĩnh. Tại đây, đối tượng đã quay phim, chụp hình, phỏng vấn ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà và giáo xứ Đông Yên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ý đồ của chúng nhằm biên tập phóng sự phát tán trên các trang mạng xấu để kích động, biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Quá trình đấu tranh, khai thác, tổ công tác đã thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động của đối tượng. Quá trình tham gia tổ chức, Trương Minh Tam thường xuyên được Con đường Việt Nam hỗ trợ trả lương khoảng 400 đô la Mỹ một tháng để phục vụ các hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức. Tổ công tác đã thu giữ nhiều tài liệu phạm pháp của số đối tượng phản động bên ngoài chuyển cho Trương Minh Tam và các thành viên phong trào Con đường Việt Nam với tổng số tiền khoảng 3.000 đô la Mỹ. Trung Mạnh Sơn, sinh năm 1989 tại Yên Thành, Nghệ An, hiện lao động tự do tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 2011, Chu Mạnh Sơn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử, tuyên phạt 30 tháng tù giam, 1 năm quản chế. Kết quả đấu tranh khai thác, Chu Mạnh Sơn khai nhận Sơn được nhiều cá nhân tổ chức phản động trong ngoài nước liên hệ, trong đó có tổ chức phản động Việt Tân tại Mỹ, lôi kéo đề nghị tham gia Việt Tân. Hiện Chu Mạnh Sơn là thành viên nhóm Việt Tân Tương Trợ, nhóm kín do Việt Tân lập ra trên mạng xã hội Facebook. Ngày 30 tháng 4 năm 2016, Chu Mạnh Sơn đón xe khách vào Quảng Bình cùng với một số đối tượng, thu thập thông tin, hình ảnh quần chúng nhân dân tụ tập gửi cho các đối tượng để phát tán trên các trang mạng phản động nhằm xuyên tạc, gây kích động trong quần chúng nhân dân. Ngày 30 tháng 4, Chu Mạnh Sơn có mặt tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, sử dụng điện thoại di động ghi lại 3 tấm hình bà con nhân dân tụ tập trên quốc lộ 1A thì bị công an Quảng Bình, Hà Tĩnh phát hiện tạm giữ đối tượng cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc thu thập thông tin. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày 1 tháng 5 của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.